Và sau đây, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với những cá nhân, tập thể với những nỗ lực không ngừng và cống hiến vượt bậc góp phần tạo nên Chapline Việt Nam phát triển bền vững ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời Phó Chủ tịch miền điều hành và phát triển kinh doanh miền Nam 2, ông Đinh Đức Chí lên công bố và trao giải đại diện kinh doanh xuất sắc 2022. Xin chào những thành viên xuất sắc nhất của Chapline Việt Nam. Hôm nay tôi rất vui được có mặt trong sân khấu của Annual Agency 2022 để công bố giải thưởng đại diện kinh doanh xuất sắc năm 2022. Xin công bố 3 đại diện kinh doanh được đề cử giải đại diện kinh doanh xuất sắc nhất năm 2022. Đầu tiên xin được chúc mừng chị Đặng Thị Diễm Anh, văn phòng Long Khánh 1. Tiếp theo xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Đạo, văn phòng Bình Dương 1. Và tiếp theo xin được chúc mừng chị Viết Thị Thảo, văn phòng Hà Nội 400. Vâng, ông Đinh Đức Chí vừa công bố top 3 đề cử. Và ngay sau đây xin được chúc mừng đại diện kinh doanh xuất sắc nhất năm 2022. Xin chúc mừng chị Đặng Thị Diễm Anh, văn phòng Long Khánh 1. Xin chúc mừng chị Đặng Thị Diễm Anh, văn phòng Long Khánh 1, vinh dự đạt giải đại diện kinh doanh xuất sắc 2022. Xin mời chị bước lên trên sân khấu đón nhận phần vinh danh này từ ông Đinh Đức Chí, Phó Chủ tịch miền điều hành và phát triển kinh doanh miền Nam 2. Đại diện kinh doanh xuất sắc năm 2022 đang hiện diện trên sân khấu lúc này, thưa quý vị. Và nếu có thể, xin mời quý vị chúng ta cùng đứng lên để chúc mừng cho chị Đặng Thị Diễm Anh. Xin mời tất cả các quý vị anh chị cùng đứng dậy và dành tràng pháo tay thật lớn cho tất cả những ai được vinh danh trong buổi tối ngày hôm nay. Và trước mắt chúng ta là chị Đặng Thị Diễm Anh, xin chúc mừng chị. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Đinh Đức Chí và xin được chúc mừng chị Đặng Thị Diễm Anh xuất sắc đạt giải thưởng đại diện kinh doanh xuất sắc 2022. Thưa quý vị, và khoảnh khắc vinh danh tiếp theo trên sân khấu sẽ dành tới cho giải thưởng trưởng nhóm kinh doanh xuất sắc năm 2022. Một không khí rất Oscar hay Grammy đang diễn ra trên sân khấu của Annual Agency Awards 2022. Và ngay bây giờ, người sẽ công bố top 3 đề cử và tuyên bố người thắng giải này. Xin trân trọng kính mời Phó Chủ tịch miền điều hành và phát triển kinh doanh miền Nam 1, ông Nguyễn Thanh Hòa, lên công bố và trao giải trưởng nhóm kinh doanh xuất sắc 2022. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những khoảnh khắc hồi hộp tiếp theo. Tôi rất vinh danh và tự hào khi đứng ở đây để công bố giải thưởng trưởng nhóm kinh doanh xuất sắc 2022. Top 3 đề cử trưởng nhóm kinh doanh xuất sắc 2022. Chị Bùi Thị Dung, văn phòng Hà Nội 45. Chị Võ Thị Mạng, văn phòng Bến Tre 1. Chị Phạm Thị Khôi, văn phòng Thăng Long 2. Và người đạt giải trưởng nhóm kinh doanh xuất sắc năm 2022 là, xin chúc mừng chị Võ Thị Mạng, văn phòng Bến Tre 1. Chúc
chị Ngô Thị Mạng, văn phòng Bến Tre 1 đã vinh dự đạt giải trưởng nhóm kinh doanh xuất sắc năm 2022. Hãy cùng tiếp tục, nếu có thể hãy cùng đứng lên để chia sẻ niềm vui này và xin được mời lên sân khấu chị Ngô Thị Mạng. Trên sân khấu lúc này là chủ nhân của giải thưởng, trưởng nhóm kinh doanh xuất sắc 2022, chị Võ Thị Mạng, văn phòng Bến Tre 1. Xin chúc mừng. Những khoảnh khắc vô cùng tự hào để cùng vinh danh trưởng nhóm kinh doanh xuất sắc năm 2022. Xin chúc mừng. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Thanh Hòa và xin được cảm ơn chị Võ Thị Mạng. Xin mời anh chị cùng trở về với chỗ ngồi của mình. Không khí rất trang trọng và mọi sự chú ý đều dồn về phía trung tâm sân khấu. Giải thưởng tiếp theo sẽ dành cho trưởng ban kinh doanh xuất sắc 2022. Và để công bố, chúng tôi xin trân trọng kính mời Phó Chủ tịch miền điều hành và phát triển kinh doanh miền Bắc 1, bà Phạm Thị Dung sẽ lên sân khấu. Chúng ta sẽ chờ đợi trưởng ban kinh doanh xuất sắc năm 2022, giải thưởng này sẽ được công bố và trao giải ngay sau đây. Tôi rất vinh hạnh và hồi hộp để công bố giải thưởng trưởng ban kinh doanh xuất sắc năm 2022. Xin chúc mừng anh Nguyễn Vũ Đạt, văn phòng Hà Nội 45. Xin chúc mừng chị Hồ Thị Diện, Thái Bình 1. Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Lan, văn phòng Biên Hòa 1. Và người đạt giải trưởng ban kinh doanh xuất sắc năm 2022 là, xin chúc mừng chị Lò Thị Diện, văn phòng Thái Bình 1. Vâng, thưa quý vị, đó là trưởng ban kinh doanh xuất sắc của năm 2022. Và xin được mời lên sân khấu nhận giải thưởng chị Lò Thị Diện. Vâng, thưa quý vị, luôn luôn là như thế phải không ạ? Từ những phút giây rất hồi hộp và yên ắng để chúng ta chờ đợi lắng nghe đề cử. Và khi cái tên được công bố, cảm xúc hạnh phúc vỡ òa ngay lúc này đây để chia sẻ niềm vui trưởng ban kinh doanh xuất sắc của năm. Xin chúc mừng chị Lò Thị Diện, văn phòng Thái Bình 1 với danh hiệu cao quý này. Một tràng pháo tay thật lớn nữa, chúc mừng trưởng ban kinh doanh xuất sắc năm 2022, chị Lò Thị Diện. Xin trân trọng cảm ơn bà Phạm Thị Dung. Một lần nữa xin được chúc mừng cho danh hiệu đặc biệt. Và không để quý vị phải chờ lâu hơn, chúng ta sẽ cùng đến ngay với giải thưởng danh giá tiếp theo. Đó chính là sự vinh danh dành cho trưởng khu vực kinh doanh xuất sắc năm 2022. Và xin trân trọng kính mời Phó Tổng Giám đốc Điều hành và Phát triển Kinh doanh miền, bà Nguyễn Kim Cúc sẽ lên công bố và trao giải này. Ai sẽ là người nằm trong đề cử và đặc biệt ai sẽ là cái tên được vinh danh? Trong giây phút này, tôi thực sự xúc động và hồi hộp được công bố hạng mục trưởng khu vực kinh doanh xuất sắc năm 2022. Xin công bố top 3 trưởng khu vực kinh doanh xuất sắc năm 2020. Đầu tiên, xin được chúc mừng anh Đoàn Hàn Phong, văn phòng Vũng Tàu 1. Người thứ hai, xin được chúc mừng anh Hoàng Văn Diệt,
Văn phòng Thái Bình 1. Và tiếp theo, xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Hoan, Văn phòng Biên Hòa 1. Và người đạt giải thưởng trưởng khu vực kinh doanh xuất sắc năm 2022. Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Hoan, Văn phòng Biên Hòa 1. Đó là trưởng khu vực kinh doanh xuất sắc của chúng ta trong năm 2022. Xin được gọi tên chị Nguyễn Thị Hoan, Văn phòng Biên Hòa 1. Và xin mời chị hãy cùng lên sân khấu để tất cả chúng ta có thể chia sẻ niềm vui lớn lao này tới cho chị Nguyễn Thị Hoan. Xin mời chị. Những cảm xúc vỡ hòa để đang lan tỏa khắp khán phòng của chúng ta ngay lúc này, khi kết quả của trưởng khu vực kinh doanh xuất sắc năm 2022 đã được xướng tên. Xin được chào đón chị bước lên sân khấu vinh danh. Xin được chúc mừng bà Nguyễn Thị Hoan, Văn phòng Biên Hòa 1 đã giải thưởng trưởng khu vực kinh doanh xuất sắc năm 2022. Một lần nữa xin được cảm ơn bà Nguyễn Kim Cúc và bà Nguyễn Thị Hoan. Mời hai quý vị cùng trở về với chỗ ngồi của mình. Thưa quý vị, vào lúc này khán phòng của chúng ta lại dần lặng hơn để tiếp tục chờ đợi giải thưởng tiếp theo được công bố. Xin được trân trọng giới thiệu khoảnh khắc vinh danh tiếp theo để dành tới cho giải thưởng Giám đốc khu vực kinh doanh xuất sắc năm 2022. Và trân trọng kính mời lên sân khấu người sẽ công bố và trao giải thưởng này. Trân trọng kính mời Phó Tổng Giám đốc ông Trương Quốc Hiếu. Xin trân trọng kính mời. Tôi rất vinh dự được đứng đây để công bố giải thưởng Giám đốc khu vực kinh doanh xuất sắc năm 2022. Công bố đề cử top 3 Giám đốc khu vực kinh doanh xuất sắc năm 2022. Chị Nguyễn Thị Mai, Văn phòng Hưng Yên 2. Chị Ngô Thị Ngọc Trâm, Văn phòng Hà Nội 36. Chị Hoàng Thị Ngọc Bình, Văn phòng Vinh 2. Và bây giờ, người đạt giải Giám đốc khu vực kinh doanh xuất sắc năm 2022. Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Mai, Văn phòng Hưng Yên 2. Xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Mai, Văn phòng Hưng Yên 2. Vinh dự đạt giải Giám đốc khu vực kinh doanh xuất sắc năm 2022. Xin mời chị cùng sải bước tiến về phía trung tâm sân khấu và đón nhận giải thưởng rất danh giá này. Chúng ta đang được chào đón sự xuất hiện của Giám đốc khu vực kinh doanh xuất sắc năm 2022. Thành công của những con người này cũng là thành công của tập thể mà họ dẫn dắt. Vì vậy, chúng tôi có thể nhìn thấy niềm vui được chia sẻ. Và chắc chắn tất cả mọi người cũng sẽ dành cho chị một tràng pháo tay thật lớn. Xin chúc mừng. Xin chúc mừng chị Nguyễn Thị Mai đến từ văn phòng Hưng Yên 2. Một lần nữa, xin được chúc mừng chị Nguyễn Thị Mai và ông Trương Quốc Hiếu. Xin mời hai anh chị cùng trở về với chỗ ngồi của mình.